Xin chào cả nhà, hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người kết nối wifi cho con biến tần Dyer 8kg nhé. Và các mẫu Dyer đều làm tương tự như này không? Hoặc là khi các bác bị thay đổi mật khẩu wifi của gia đình mình mất kết nối thì mọi người có thể cài đặt lại. Em đang thực hiện trên con máy Dyer 8kg bản 2024. Con này là con SG05. Khi mà wifi nó mất kết nối thì nó sẽ lên hai cái đèn, nó thiếu cái đèn nét nhé. Hoặc là chưa được kết nối thì nó cũng không lên cái đèn nét. Kết nối được nó sẽ lên cả ba đèn và sẽ xem được nhé. Mọi người để cài đặt thì mọi người quan tâm giúp em cái mã QR trên này. Trên này nó sẽ có số CJ của wifi và mật khẩu. Ví dụ như con wifi này có mật khẩu là AD34864C. Mỗi một cái wifi thì nó sẽ có một cái mật khẩu khác nhau. Đầu tiên thì mọi người sẽ vào phần kết nối của máy wifi của điện thoại bằng cách là giữ vào biểu tượng wifi. Sau đó tìm tới cái wifi nó có chữ AP. Nó sẽ bắt đầu bằng chữ AP nhé. Bật nó lên. Để chờ nó một tí. Nó sẽ tìm tốc độ cái giới hạn hiện tại AP. 80 km/h. Đây cái wifi có chữ AP này. Sau đó là mọi người nhập mật khẩu của cái wifi đó vào. Nhập mật khẩu em vừa đọc cho mọi người rồi đấy. Tốc độ giới hạn hiện tại 50 km/h. 34864C. Bấm vào hình con mắt để xem mật khẩu viết đúng chưa. Đúng rồi, bấm kết nối nhé. Sau khi kết nối xong thì sẽ chờ một lúc. Nó sẽ hỏi mình là do không có mạng internet thì có muốn giữ kết nối hay không. Mọi người phải tích giúp em chữ luôn kết nối nhé. Rồi. Tích xong rồi thì trên điện thoại Samsung hoặc trên điện thoại Android mọi người sẽ bấm vào cái hình cài đặt này này. Nó sẽ có một chữ là đây, ví dụ cái này nó chưa có nhá, phải thoát ra và bấm lại này. Đấy, nó có chữ là quản lý bộ định tuyến này. Đấy, mọi người bấm cho em vào chữ quản lý bộ định tuyến. Một số máy không có quản lý bộ định tuyến thì mọi người chỉ cần vào trình duyệt Chrome và cốc cốc. Mọi người đánh cho em cái địa chỉ này. 10.10.100.254. Đấy, sau đó là mọi người sẽ điền cho em tài khoản là admin và mật khẩu cũng ghi là admin nhá. Sau khi ghi xong rồi thì mọi người bấm vào chữ đăng nhập này. Rồi, bấm chữ đăng nhập xong mọi người sẽ thấy nó lên chữ toàn tiếng Anh nhá. Đấy. Mọi người sẽ bấm cho em vào cái chữ WinRAR này. WinRAR là cái chữ thứ hai đấy nhá. Phóng to cho dễ nhìn này. Đấy, có chữ WinRAR đây. Bấm vào chữ WinRAR này. Đấy. Chờ một chút, bên này nó sẽ lên cái biểu tượng như này. Nếu nó không lên thì mọi người lại bấm lại nhá. Đấy, mình sẽ chọn cái wifi mà cần bắt nhá. Ở đây của em thì cái wifi nào sóng khỏe nhất thì nó sẽ ở bên trên, còn wifi nào sóng yếu nó ở bên dưới. Và wifi nhà em bắt là wifi Solar Nguyên này. Các bác ở nhà thì bắt wifi của gia đình mình nhá. Sau khi chấm vào cái chữ Solar, chấm vào cái wifi cần bắt rồi thì bấm nút like. Bấm nút like rồi thì mọi người sẽ điền giúp em mật khẩu vào đây, cái mật khẩu wifi nhá. Mật khẩu của nhà em là 123456789. Bấm vào chữ sâu bắt guốt để kiểm tra xem mật khẩu đã đúng vi đúng hay chưa. Nếu đúng rồi thì bấm tiếp tục bấm like một lần nữa và bấm nút ok là hoàn thành công việc rồi. Sau khi bấm nút ok rồi thì mọi người lại quan sát cái bộ phát wifi của con biến tần, nó tắt hết hai đèn đi nhá. Sau đó nó sẽ khởi động lại, chờ một tí nó sẽ lên ba đèn. Nó lên ba đèn là làm nó thành công, còn nó không lên ba đèn, nó vẫn ở hai đèn thì mọi người lại làm lại các bước từ đầu nhá. Chờ tí nó sẽ lên một đèn nữa hay à, đấy lên rồi, ok. Nó lên ba đèn như này là việc bắt wifi thành công và chỉ chờ thêm 5 phút nữa thôi là trên phần mềm mình sẽ xem được nhá. Đấy, như vậy là sẽ đã kết nối thành công của cái thành công wifi cho con biến tần Dyer này. Đấy, nó lên ba đèn nhấp nháy như thế là được. Mà bác nào mà không vào được cái quản lý bộ định tuyến thì mọi người bấm vào trình duyệt cốc chôm như này. Đấy, sau đó đánh cái mật khẩu, đánh cái này vào chứ. Rồi, nó bậy thôi. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chúc mọi người làm thành công.